đối tượng tiêm chủng. Toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tổng số đối tượng tiêm mũi 1 là 199.600 người. 1. Tìm hiểu thông tin. Bạn cần chắt lọc thông tin từ các nguồn đáng tin cậy. 2. Hỏi ý kiến của bác sĩ. Nếu bạn từng bị dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ thành phần nào của vaccine COVID-19, người đang bị bệnh hoặc xuất hiện các triệu chứng của COVID-19. 3. Chăm sóc bản thân. Hãy ngủ đủ giấc vào đêm trước khi tiêm và bổ sung đầy đủ nước. Không dùng thuốc giảm đau trước tiêm. Không uống rượu bia trước và vào ngày tiêm chủng. Mặc trang phục phù hợp để tiến hành tiêm chủng thuận lợi. Nên tiêm vào cánh tay không thuận phòng trường hợp bạn bị đau ở nơi tiêm và khó khăn khi cử động cánh tay. Quy trình tiêm, buổi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 gồm 5 bước sau. Bước 1. Khai báo y tế, đo thân nhiệt. Người dân thực hiện 5K tại các điểm tiêm chủng. Bước 2. Hoàn thiện phiếu đồng ý tiêm chủng. Sau khi được nhân viên y tế tư vấn, người dân đọc và ký phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Bước 3. Sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn trước khi tiêm. Người đến tiêm chủng được nhân viên y tế khám sàng lọc gồm hỏi tiền sử bệnh tật và các thông tin có liên quan, các yếu tố nguy cơ, đánh giá sức khỏe hiện tại. Các trường hợp đủ điều kiện sức khỏe sẽ được chỉ định tiêm chủng. Bước 4. Tiêm chủng. Bước 5. Theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng. Người dân ở lại ít nhất 30 phút sau khi tiêm chủng. Nhân viên y tế hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 28 ngày, đặc biệt trong 7 ngày đầu. Đến ngay cơ sở y tế gần nhất nếu có dấu hiệu nghiêm trọng. Sau khi rời điểm tiêm, lường trước một số phản ứng phụ. Một số phản ứng phụ ở mức nhẹ đến trung bình vẫn có thể xuất hiện và tự biến mất trong vòng vài ngày gồm đau nhức cánh tay ở vị trí tiêm, xót nhẹ, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ hoặc khớp, ớn lạnh, tiêu chảy. Nếu bất kỳ triệu chứng nào kéo dài hơn một vài ngày hoặc xuất hiện phản ứng nghiêm trọng nào khác, hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất. Hãy kiên nhẫn. Hệ miễn dịch cần thời gian khoảng hơn 2 tuần sau khi tiêm để hình thành. Giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Người đã tiêm vaccine vẫn có thể lây lan virus. Do đó, cần phải tiếp tục thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.